Chào mừng tất cả mọi người đã đến với video tiếp theo của công ty tư vấn du học L&D. Được thành lập vào năm 1961 với môi trường học tập năng động, đa văn hóa, cơ sở vật chất hiện đại, chất lượng giảng dạy tốt và nhiều dịch vụ hỗ trợ sinh viên quốc tế, Đại học Evergreen Cyprus hiện là lựa chọn hàng đầu của hàng ngàn sinh viên trẻ đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Và ở video ngày hôm nay, công ty tư vấn du học L&D sẽ cùng bạn khám phá một ngành siêu hot tại trường Đại học Evergreen Cyprus đang được các bạn trẻ quan tâm, đó là ngành quản trị kinh doanh. Ngành quản trị kinh doanh tại Evergreen University Cyprus đào tạo sinh viên tốt nghiệp cho các vai trò lãnh đạo trong các doanh nghiệp địa phương và các tập đoàn toàn cầu. Đặc biệt, khi du học ship tại Evergreen University Cyprus, bạn sẽ được trải nghiệm dịch vụ miễn phí lên đến 100%. Và không để các bạn đợi lâu hơn nữa, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về những lý do nên du học ngành quản trị kinh doanh tại Evergreen University Cyprus nha. Thứ nhất, tọa lạc như thành phố Nicosia, trường rất mới nhờ những đợt mở rộng và nâng cấp gần đây. Khuôn viên có những tiện nghi hiện đại, phòng thí nghiệm được trang bị đầy đủ, hội trường diễn thuyết, khu nhà ở dành cho sinh viên và khu giải trí. Các tòa nhà căn hộ cho sinh viên đầy đủ tiện ích, gần và dễ dàng đi bộ tới trường. Thứ hai, EUC là trường đại học duy nhất ở Ship được đánh giá 5 sao cho hạng mục và khả năng việc làm. Có tới 82% sinh viên tìm được việc làm đúng với chuyên ngành trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp. Thứ ba, với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, năng động, sáng tạo, có nhiều năm kinh nghiệm và giảng dạy quản lý. Nghe thật hấp dẫn phải không nào? Nhưng chưa hết đâu nha. Khi học tập tại Evergreen University Cyprus, sinh viên cũng sẽ có cơ hội tham gia chương trình trao đổi học thuật và văn hóa nhờ vào 195 ký kết trao đổi giữa EUC với các trường đại học khác từ 26 quốc gia châu Âu. Và bây giờ các bạn hãy cùng L&D tìm hiểu về những thông tin chi tiết về ngành quản trị kinh doanh Evergreen University Cyprus nha. Đầu tiên là chương trình đào tạo. Ở ngành quản trị kinh doanh, trường cung cấp một chương trình đào tạo với văn bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ đa dạng giúp sinh viên có thể dễ dàng lựa chọn chương trình học tập phù hợp với khả năng của mình. Ở văn bằng cử nhân, sinh viên sẽ được đào tạo trong vòng 4 năm với các chuyên ngành như nghiên cứu kinh doanh, truyền thông tiếp thị và truyền thông, quản lý hàng không, quản lý khách sạn và du lịch, tiếp thị và truyền thông kỹ thuật số, kinh tế và tài chính và cuối cùng là kế toán. Văn bằng thạc sĩ đào tạo trong 18 tháng với chuyên ngành chính là quản trị kinh doanh và văn bằng tiến sĩ học trong 3 năm bao gồm quản trị kinh doanh DBA và quản trị kinh doanh. Và yêu cầu đầu vào các ngành quản trị kinh doanh tại trường cũng rất là đơn giản. Bạn chỉ cần tốt nghiệp trung học phổ thông cho đầu vào đại học và có văn bằng đại học cho đầu vào các chương trình sau đại học. Ngoài ra, bạn phải có trình độ IELTS là 5.5 và nếu chưa có chứng chỉ, bạn cũng sẽ được làm kiểm tra tiếng Anh đầu vào. Và trường có hai kỳ nhập học mỗi năm, học kỳ mùa thu là ngày 28 tháng 2 và học kỳ mùa xuân là ngày 1 tháng 11. Học ngành quản trị kinh doanh tại trường đại học Evergreen Cyprus, bạn sẽ được tận hưởng một nền giáo dục vô cùng chất lượng nhưng chi phí lại rất là phải chăng. Học phí ngành quản trị kinh doanh tại Evergreen University Cyprus chỉ 9.000 euro trên một năm. Bạn còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay đăng ký để được hưởng thêm nhiều ưu đãi. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline 1800 555514 hoặc liên hệ qua fanpage Tư vấn Du học Kiên Giang. Ngoài ra, bạn cũng có thể đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi tại PL1 căn 36 đường số 9 khu shop 2 Phú Cường, Rạch Giá, Kiên Giang, hoặc các bạn cũng có thể đến chi nhánh của chúng tôi tại 526/27 Phạm Văn Đông, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.